Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ là hướng dẫn và chia sẻ bạn một cái dự án, một cái kèo mình sẽ là đào quay miễn phí. Và cụ thể trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái app mình sẽ là đào Bitcoin miễn phí. Tức là mình sẽ là khai thác cái lượng Satoshi là cái đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin miễn phí. Và trên dự án thì họ có cả hai phiên bản là cho điện thoại là iPhone và điện thoại là chạy hệ điều hành là Android, tức là phiên bản cho là iOS và cho là Android. Nên bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone như mình thì các bạn có thể đăng ký app để mình sẽ đào Bitcoin miễn phí. Và trước khi mà hướng dẫn về cái app mình đào Bitcoin miễn phí trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xin các bạn là 2 phút nhé. 2 phút thì mình sẽ hướng dẫn về cách mình bán cái đồng SBC trên cái dự án là Spectra Chain mà Airdrop cho mình là đăng ký nhận 300 mã thông báo là SBC. Và trên dự án này thì mình đã có video hướng dẫn về cái cách mình đăng ký và nhận Airdrop là 300 cái mã thông báo SBC, tức là cái đồng coin dự án. Cũng như là dự án cũng thông báo là một cái blockchain riêng, tức là có ví và có token riêng về bán, tức là bán IDO và sẽ là Airdrop cũng như là sẽ niêm yết ở trên những cái nền tảng của những cái sàn giao dịch như là sàn phi tập trung và sàn tập trung. Nhưng cái đấy thì cũng không quan trọng bằng cái quan trọng là mình đăng ký mình sẽ nhận Airdrop là 300 mã thông báo là đồng coin dự án, là cái đồng SBC. Thì khi mà bạn nhận được 300 đồng coin dự án là SBC thì họ sẽ tự động họ mang đi họ gửi lãi, và cụ thể thì mình sẽ nhận lãi là 2% mỗi ngày. Cũng như là trên dự án này thì mình có đép một cái lượng là 5.7 đô thì mình mua được là 570 cái đồng SBC là đồng coin dự án. Và đây là cái lịch sử mình có làm bên đây là 5.7 đô mình mua được là 570 cái đồng SBC. Còn bên dưới là lịch sử mình đã rút là 290 đồng SBC đến từ dự án. Thì trên dự án này khi mà các bạn nhận được là 300 mã thông báo SBC thì các bạn nhìn thấy cái phần nút home này là cái phần mà dự án ấy họ tự động họ sẽ là ký gửi cái số mình nhận được để mà mình sẽ nhận lãi qua cái hình thức là stake 2% mỗi ngày. Và để mình rút được cái đồng SBC thì các bạn nhìn thấy cái mục trader ở đây có chữ màu xanh hoặc là bên dưới có chữ trader. Các bạn có thể bấm bên dưới hoặc bên trên thì nó đều mở ra cái giao diện cho mình bán. Và ở cái bên là buy ấy, thì là cái bên mà dự án bán cho mình cái đồng SBC và họ sẽ bán cho mình qua hình thức thì mình sẽ làm cái GBTT. Nên cái phí đây với cái mạng nó là BEP20, mình muốn mua bao nhiêu thì mình sẽ nạp bấy nhiêu. Còn ngoài ra để mà bán đồng SBC thì vẫn ở cái mục trader ở đây. Các bạn nhìn thấy cái mục là sell này, sell là bán còn bên buy là mua. Thì các bạn click cái phần là sell ở đây. Đây là cái mã ví mà trước đây mình đã liên kết ở trên sàn Binance. Với video trước mình đã hướng dẫn về cái cách mình đăng ký và liên kết ví để nhận Airdrop là 300 mã thông báo. Và để mà rút được cái đồng SBC thì các bạn nhìn thấy là trên dự án này ở cái mục sell này họ cho mình là bán lại cho họ cái đồng SBC với cái min bán là 125 đồng SBC và họ sẽ mua lại cho mình với cái min là 0.08 đô trên một đồng là SBC. Như vậy thì mình sẽ nhập cái min mình muốn bán vào đây. Chẳng hạn min là 125 đồng SBC thì mình đang có là 128, mình có thể bán hết là 128. Khi mà nhập xong số lượng thì các bạn bấm vào sell out ở đây. Đó, như vậy thì mình đã thực hiện mình bán thành công. Và hiện tại trên dự án này khi mình thực hiện mình rút ấy, thì khoảng độ là 1 đến là hơn 1 phút thì số tiền ấy sẽ là trả về trên sàn Binance của mình với cái mã ví mà khi các bạn đăng ký ban đầu tham gia Airdrop để mà mình liên kết ví thì họ sẽ là trả cho mình theo mã ví đấy với số lượng là USDT. Và cũng như là trên dự án này thì mình có làm ở đây là 5.7 đô để mình test thử cái chức năng mình mua cái đồng SBC là đồng coin dự án. Thì với 5.7 đô mình mua là 570 đồng SBC và mình có vào cái phần stake đây. Mình đã đặt cái stake là 570 với min của nó quy định là 30 ngày và nhận lãi là 2% mỗi ngày. Khi mà mình rút xong ấy, thì khoảng độ là 1 đến hơn 1 phút thì mình đã nhận cái mail thông báo về trên sàn Binance là mình đã nhận được là 0.524 USDT với cái đồng
SPC mình bán ở trên dự án. Thì dự án này hiện tại trước mắt ấy, cái chức năng mình rút tiền khá là nhanh. Còn bây giờ thì mình quay về để mà cập nhật và hướng dẫn bạn về cái app mình đào Bitcoin miễn phí trong nội dung của là video ngày hôm nay. Và đây là cái app mà mình hướng dẫn bạn là đào Bitcoin miễn phí trong video ngày hôm nay. Với cái app này chính thức là mình đăng ký được hơn 10 ngày, nhưng mà đôi lúc mình lại quên mất mình không đào, nên là cái chỉ số mà X6 đây, tức là nó báo cho mình là mình mới chính thức là đào 6 phiên nhá. Cứ mỗi một phiên ấy, thì nó sẽ cộng cho mình một cái X, tức là khi mình đào được là 6 hôm, tức là 6 lần mình đào thì là X6. Cứ sau 24 tiếng thì mình sẽ đăng nhập vào app mình đào một lần, và cứ mỗi một lần mình đào thì họ sẽ cộng cho mình cái tốc độ mình đào, tức là hiện tại giờ mình đang là X6 nhá. Và cụ thể là trên cái app này mình sẽ đào là 24 tiếng sẽ kích hoạt cho đào một lần, cũng như là trên app này thì cái mình đào nó sẽ có hai hình thức. Thứ nhất thì các bạn sẽ đăng ký và mình sẽ đào tự động, và thứ hai nếu các bạn có thời gian rảnh rỗi thì các bạn có thể là earn thêm cái Satoshi của Bitcoin. Trên cái nền tảng của app thì họ cũng ghi là earn này, earn và mining. Earn tức là mình sẽ kiếm miễn phí. Đây là cái phần là phần mình sẽ đào tự động với cái Satoshi của đồng Bitcoin. Còn ngoài ra thì các bạn muốn earn, các bạn nhìn thấy chữ pay ở đây. Cái chữ pay là cái mục để cho mình xem quảng cáo, mình sẽ là nhận thêm cái Satoshi của đồng Bitcoin, và nó sẽ có cái thời gian nó đếm ngược đây. Khi mà cái quảng cáo này nó sẽ đếm ngược hết, tức là mình không hoàn thành và không xem thì nó chuyển sang một cái quảng cáo mới. Và các bạn lưu ý cho mình là trên điện thoại Android thì mình chưa biết, những cái mục mà mình xem quảng cáo nó phải có chữ fee. Đây các bạn nhìn thấy chữ là pay này là cái mục mình sẽ là earn, mình xem quảng cáo mình nhận Satoshi của Bitcoin. Nhưng mà với những cái quảng cáo nào mà nó hiện chữ chữ fee ấy, mà nó không có cái số ước lượng USD thì mình xem để mình nhận được. Còn với những cái quảng cáo nào mà nó hiện chữ là cái biểu tượng của đô la Mỹ, tức là ví dụ cái quảng cáo bên dưới có chữ là 0.005 đô, tức là khi mình xem quảng cáo này thì mình phải là trả cho nó là 0.05 đô để mình xem, và mình sẽ nhận với cái số mình nhận về là cái Satoshi của Bitcoin. Thì như vậy bạn sẽ là xem những cái quảng cáo nào mà nó không hiện cái số đô la ở đây, tức là miễn phí, thì khi mà bạn xem xong mình sẽ nhận về là cái Satoshi của là Bitcoin nhé. Và trên dự án thì họ sẽ trả cho mình là cái Satoshi trên mỗi giờ mình đào, và cụ thể thì các bạn sẽ đào là 24 tiếng sẽ kích hoạt cho cái máy nó đào một lần, và mỗi một ngày các bạn đăng nhập mình kích hoạt thì nó cộng cho mình là X1 đến là X2, và cứ thế khi mình đào là 6 ngày liên tiếp thì mình đang nhận là X6 ở đây. Và trên dự án này thì khi mà các bạn đào đủ là 5 đô thì mình sẽ rút Bitcoin về những cái ví cá nhân như là ví chớt, hoặc là các bạn có thể rút về những cái sàn như là sàn Onnet hay là trên sàn Coinsavvy và sàn Binance hay là sàn Zimitalo. Còn bây giờ mình sẽ đang xuất app ra ngoài, mình sẽ là hướng dẫn về cái cách mình đăng ký nhé. Đăng ký thì mình sẽ để cái đường link vào tại app ấy ở ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Với app có cả hai phiên bản cho là iOS và cho là Android. Các bạn sẽ là cài về máy, và sau khi cài về điện thoại thì mình sẽ mở lên, mình tiến hành là mình đăng ký. Sau khi mà các bạn mở app lên thì sẽ có chữ là Start Earn Link ở đây, tức là nó báo cho mình là bấm ở đây mình sẽ là khai thác Bitcoin. Nhưng mà cái điều kiện mình chưa có tài khoản thì khi bấm vào dự án sẽ là sang cái bước mình đăng ký. Thì cái bước đăng ký các bạn để ý kỹ cho mình đấy. Đây là phần đăng nhập thì mình sẽ dùng cái username nhé, và mật khẩu thì mình mới đăng nhập được, nhưng mà mình chưa có tài khoản thì các bạn click sang cái phần là sign up để mình sẽ đăng ký. Cái quan trọng nhất thì các bạn nhớ cho mình là cái username, là cái nickname để các bạn sẽ đăng ký đấy và đăng nhập. Tức là khi mà đăng ký xong thì mình cần phải là dùng cái username để mình đăng nhập cùng mật khẩu, và nó không phải là đăng nhập bằng mail. Thì các bạn sẽ là chụp lại cái màn hình khi mà mình ghi cái nickname ở đây. Tiếp theo bên dưới các bạn sẽ là ghi mail. Hai cái dòng bên dưới thì các bạn sẽ là ghi mật khẩu và mình xác minh lại mật khẩu. Các bạn ghi xong thì kiểm tra lại thông tin nó chính xác hết. Các bạn bấm nút là Accept và Continue đây để mình sẽ là tiến hành đăng ký. Và khi mà đăng ký xong thì các bạn bấm nút là Login đây
mình sẽ đăng nhập. Thì cái phần đăng nhập, mình sẽ nhập cái username, chẳng hạn cái nickname của mình là Tuấn này 82, và các bạn ghi xong cái username là cái nickname, thì cái dòng bên dưới mình sẽ ghi mật khẩu. Đó, khi mà mình ghi xong cái nickname và mật khẩu thì mình tự động đăng nhập vào app. Và hiện tại thì mình đang đào là 318 Satoshi của là Bitcoin, tức là Satoshi thì bạn sẽ hiểu nó là cái đơn vị mà ước tính nhỏ nhất của cái đồng Bitcoin, tức là đồng BTC. Và trên dự án này thì các bạn đã biết là khi mà mình đào là 24 tiếng thì mình sẽ kích hoạt đây cho nó khai thác. Và ngoài ra thì ở cái mục là Pay Earn là cái mục các bạn sẽ xem quảng cáo để mình sẽ nhận cái Satoshi của là Bitcoin. Và lưu ý cho mình, chỗ nào mà nó hiện lên cái số đô la, tức là cái quảng cáo này, các bạn phải là trả phí thì họ sẽ là trừ luôn cái Satoshi mà các bạn đang đào trên app để mà xem quảng cáo, để mà mình sẽ nhận cái Satoshi Bitcoin. Và những cái quảng cáo nào các bạn nhìn thấy chữ phi tức là miễn phí mà nó không hiện chữ đô la đây, thì mình sẽ xem, mình sẽ earn được cái Satoshi Bitcoin sau khi mà kết thúc cái quảng cáo. Tiếp theo, để mà lấy cái liên kết giới thiệu bạn bè thì các bạn bấm chữ là invite ở đây. Và sau khi bạn bấm chữ invite thì nó cung cấp cho mình một cái liên kết để các bạn sẽ là giới thiệu cho bạn bè. Và ngoài ra thì để rút được cái số Bitcoin về ví, các bạn sẽ nhìn thấy chữ là gì guộc history, tức là cái phần ấy, nó báo cho mình biết là cái lịch sử mình đang kiếm được bao nhiêu Satoshi Bitcoin. Và mỗi một lịch sử mình earn đây thì nó báo luôn cho mình biết là cứ sau 24 tiếng, đây các bạn nhìn thấy là ví dụ 24, 24, 24, 24, tức là mình đang đào khai thác được là những cái phiên ở trên dự án ấy. Và để rút được nó thì các bạn có thể nhìn thấy chữ mà nó hiện cho mình, ví dụ mình đang có là 0.09 đô, là cái số đô la mà nó tương ứng với cái Satoshi Bitcoin. Các bạn bấm vào chữ bên dưới này, chữ gì guộc ấy, là mình sẽ rút về ví nhé. Thì min rút ở trên cái dự án này sẽ là 5 đô. Thì quay lại cái mục earn, tức là cái mục mình đang đào ở đây, thì các bạn bấm mục là profile, tức là cái mục trang chính của mình. Thì bên trên này chữ deposit, tức là mình có thể gửi Bitcoin đây để mà mình tăng tốc độ hay là làm gì đấy. Còn bên dưới là cái mục ví mà mình đào được Bitcoin. Thì đối với cái rút, các bạn khi mà rút ở cái mục earn ấy, cái mục earn thì bạn bấm ở cái mục là gì guộc history, là mình rút thì nó sẽ về cái mục ấy là profile. Thì từ cái mục profile này nó hiện cái số Bitcoin mà các bạn đang có. Các bạn sẽ bấm vào cái mã ví này, nó sẽ có cái phần là mũi tên ở đây. Thì cái mũi tên này là cái phần để cho mình sẽ là rút về. Nhưng khi mà mình bấm vào đây thì nó báo mình ấy là nốt nhé. Tức là nó báo mình là chưa có đủ cái min của là Bitcoin để mà rút về ví. Còn cái phần là mã QR, tức là cái phần ấy mình có thể copy cái mã ví này để mà mình sẽ gửi Bitcoin đây. Thì họ cho mình gửi theo hai cái mã ví. Thì cái mà mình gửi thì các bạn cũng không nên quan tâm, mà mình không để ý. Các bạn để ý cho mình ấy là mình đào miễn phí và mình rút. Thì cái rút các bạn đã biết rồi là ở cái mục profile. Đây sẽ là cái mục cái số Bitcoin khi mình đào được. Thì cái phần là mũi tên là cái phần để mình bấm vào đây, tức là chuyển ra ngoài, tức là rút. Thì khi đủ min, các bạn bấm đây để mình sẽ rút cái Bitcoin về cái mã ví mà các bạn thêm vào đây để mình rút sau khi mà đủ min. Còn ngoài ra cái mục là pay, những cái quảng cáo nào mà nó không hiện đô la ở đây thì mình xem để mình sẽ nhận thêm cái Satoshi Bitcoin. Còn cái nào nó hiện đô la là khi mà các bạn xem ấy, nó sẽ trừ luôn cái số Satoshi mà mình đang có đây để mà nó trả cho cái quảng cáo mà các bạn xem. Nên là các bạn sẽ lưu ý cái đấy cho mình. Và hiện tại thì trên này mình thấy nó có những cái về sự kiện airdrop, nhưng mà cái này thật sự là mình cũng chưa test đâu. Nếu như bạn nào rảnh thì các bạn có thể test, vì mình thấy nó ghi là x1, x2, có thể là khi mình tham gia cái airdrop đây thì mình sẽ cộng thêm cái sát, tức là cái Satoshi của nó Bitcoin đấy. Nhưng mà cụ thể thì mình cũng chưa test cái chức năng này, mà mình mới test cái chức năng là đào tự động cứ sau 24 tiếng. Và mình có xem một cái quảng cáo ở đây qua cái mục là earning. Còn bây giờ mình xin gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.